Hơn 7 giờ tối, trung tâm tiếp đón hai anh ở trên tỉnh Bắc Giang và trên thành phố Bắc Giang. Hai anh xuống thẩm âm một cặp loa B3 hàng bãi xịn C5 10. Và với cặp loa B3 C5 10 hàng bãi xịn được sở hữu một bát 25, một tép kèn. Vâng, chất âm rất là sáng, chắc. Vâng, đây là một cặp loa B3 C5 hàng bãi mà hai anh ở trên thành phố Bắc Giang, và hai anh xuống trung tâm thẩm âm bộ một cặp loa B3 C5. Vâng, với cặp loa B3 C5 tại trung tâm 9 triệu đồng. Quý vị và các bạn có nhu cầu sở hữu một dòng loa B3 C5 hàng bãi xịn, xin hãy liên hệ cho trung tâm theo hai số máy 0918249265 và 0974637646. Trung tâm điện tử Tắm Hoa giao hàng toàn quốc. Địa chỉ điện tử Tắm Hoa, trung tâm thị tứ Lê Lợi, Chí Linh, Hải Dương. Vâng, đến đây trung tâm xin thân ái kính chào và tạm biệt quý vị và các bạn tại đây. Xin hẹn gặp lại vào những video clip tiếp theo. Vâng, xin chào và xin hẹn gặp lại. Không hình chữ ở TV đó. Bây giờ mấy giờ thì? Gần 9 giờ. Gần 9 giờ. Nào, ông đi giờ thôi, ông đi mua là đêm.